đã bao giờ các bạn gặp phải tình huống là khi đưa xe mình đi đăng kiểm thì nhận được một cái phiếu phạt nguội rất là lớn với số tiền lên đến gần 20 triệu đồng chưa? Hôm trước thì khách hàng quản lý đã có một anh gặp phải tình huống như vậy. Khi mà ngồi trao đổi thì mình hỏi anh bị phạt cái lỗi gì? Khi mà thông báo lộ phạt ấy thì việc là anh ấy chạy quá tốc độ thì anh ấy cực kỳ là ngạc nhiên. Bởi vì anh ấy đâu có chạy quá tốc độ đâu. Wow anh nói rằng là anh không chạy quá tốc độ nhưng rõ ràng là máy báo về phiếu gửi về và nếu anh không được phạt thì anh cũng không thể là đăng kiểm được à, như chúng ta đã biết là thường thường khi mà mình lái xe thì à, mình không thể nào mà suốt ngày để ý có những cái trường hợp mà chúng ta lái xe mà chúng ta đi song song mà xe đằng trước quá lớn cũng như là đúng phải cái tầm biển tốc độ mà chúng ta không để ý thì việc mà qua cái đoạn điểm đó chúng ta chạy qua tốc độ là chuyện bình thường thứ hai đó là với đoạn đường cao tốc chẳng hạn mà họ cho đi là 80 km đến 120 km/ một giờ thì chúng ta cứ nghĩ rằng là à chúng ta có thể chạy là 80 km một giờ và mắc là 120 km một giờ và khi chúng ta đi 120 km một giờ thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bị quá tốc độ vào hôm đó khi mà mình ngồi nói chuyện trao đổi với anh thì mình cũng thấy là ngạc nhiên bởi vì nếu bản thân lý mà chạy thì mình cũng không để ý thật mình cũng là người không quá chi tiết đi nhưng uh, dám cá rằng là một số anh em chi tiết nếu mà lái xe liên tục ý, thì chúng ta cũng không thể nào mà có thể quán xuyến cũng như là có thể để ý được hết những cái biển báo bạn thử tưởng tượng xem nếu trường hợp mình mà gặp phải tình huống là có phiếu báo phạt nguội về thì bạn sẽ như thế nào thứ nhất là với cái việc mà chi phí uh, khá lớn phải nộp uh, phạt thì mình cũng khá là sót đúng không tuy nhiên cái đó nó là một phần thôi nhưng mình cho rằng là cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đó là gì mình cảm thấy là rất là khó chịu với cái việc là mình phải um, thời gian này mất cái năng lượng để mình kiểm tra lại quá wow, tôi đâu có chạy quá tốc độ mà tôi lại bị cái nỗi này nhưng mà máy hoặc camera giao thông thì chắc chắn là sẽ không báo sai vì vậy là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta không thể kiểm soát được hết trên đường đi và khi anh ấy bảo là khi mà anh ấy bị như vậy thì anh ấy về anh ấy có tìm hiểu anh tìm hiểu là làm thế nào có cái thiết bị nào để hỗ trợ anh ấy lái xe mà mình không phải quá để ý đến cái tiểu tiết khi mà mình lái xe bởi vì rõ ràng là khi lái xe thì mình phải để ý đường rồi nhưng không phải lúc nào mình cũng để ý được đến những cái tiểu tiết như vậy thì với cái cuộc sống hiện đại này có cái điều gì để có hỗ trợ họ lái xe được tốt hơn không thì anh ấy tìm hiểu thì anh thấy rằng là à, trên cái màn hình Android nó có những thiết bị thông minh để hỗ trợ chúc mừng anh bởi vì là anh đã tìm đến và anh ấy gọi cho mình, anh hỏi là em ơi có phải chiếc màn hình đó có những cái tính năng hỗ trợ này không? Mình bảo vâng, anh bảo quả, thế mà bao lâu nay anh không biết? Bởi vì thực sự là anh không để ý, bởi vì anh nghĩ rằng là ừ thì cái xe đi, ok, nó chỉ cần là ngon lành là được rồi, kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, và thế là anh cứ sử dụng thôi, và mình cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nên là anh ấy không để ý, nhưng đến khi cuối cùng, thì khi gặp phải tình huống thì anh bảo là nó rất là bực mình và cảm giác như là mình đang vi phạm nhưng mà nó nó không phải là chủ đích và nếu bạn không mong muốn gặp phải tình huống này thì đây là cái câu chuyện để mình có thể tham khảo và anh ấy bảo wow, với một chiếc màn hình như thế này thì hôm vừa rồi anh đã bị phạt mất hơn hai chiếc màn hình rồi đấy nếu mà anh biết sớm, anh tìm hiểu sớm ấy thì anh đã trang bị cho nó lâu rồi. Nhưng chính vì cái việc là mình không để ý và mình cũng chưa gặp phải nên là mình sẽ không nghĩ ra. Và với một cái số tiền bị phạt như vậy không chỉ là mình bị phạt mà mình còn bị như là cái cảm xúc của mình bực bội này và mình còn mất thời gian để đi nộp phạt cũng như là mất cái năng lượng của mình rất là nhiều. Vì thế là anh ấy đã chọn cho uh, xe của anh ấy một chiếc màn hình thông minh À, với chiếc màn hình thông minh Android này thì hỗ trợ anh ấy những gì sẽ hỗ trợ anh ấy được là gì ạ thứ nhất đó là khi di chuyển thì màn hình sẽ cảnh báo tốc độ cho anh ấy biết là a à, đoạn đường này được phép đi bao nhiêu km và khi mà chúng ta không để ý lơ là thì một cái cô trợ lý nhắc nhở chúng ta thì chắc chắn rồi các bạn sẽ không bao giờ gặp phải tình huống như vậy nữa thứ hai đó là ngoài cái việc là cô ấy cảnh báo tốc độ cho các bạn thì trước màn hình này còn cảnh báo là phía trước có camera phạt vụ ấy phía trước có camera bắn tốc độ ờ, cũng nhắc nhở các bạn là nếu mà các bạn có đang vít vít chân ga thì cũng giảm giảm chân ga một chút để làm sao mình đi đúng tốc độ hơn vừa an toàn và vừa không vi phạm luật giao thông cái quan trọng là chúng ta sẽ vui vẻ khi lái xe an toàn và chúng ta không gặp phải những cái tình huống rắc rối như là đi giải trình hoặc là khó chịu À, mặc dù đôi khi chúng ta không cố ý thì đó là một trong những cái hỗ trợ rất là tốt. Ngoài ra với chiếc màn hình thông minh đó còn hỗ trợ được các bạn là gì? À, tìm địa chỉ đường rất là tốt. Các bạn thử tưởng tượng xem là đường phố của chúng ta nhá bây giờ rất là đông thậm chí là phương tiện thì rất là nhiều nhà cửa thì mọc men như nấm và đường phố ngày càng thu hẹp. Đặc biệt là vào những cái phố cổ hoặc là đi vào những thành phố mới chúng ta đi vòng vòng một hồi tìm đường rồi cuối cùng chúng ta lại quay trở lại chỗ cũ cũng có bạn nói rằng là tôi có điện thoại tôi tìm cũng được nhưng mà khi các bạn lái xe ấy, mà các bạn lại phải sử dụng điện thoại thì vô tình là chúng ta cũng để ý sao nhãng vào cái việc điện thoại thì thay vì biết là điện thoại để chúng ta làm việc cũng như là để chúng ta dùng một cái tính năng khác thì việc cái trước màn hình này ngoài việc là cảnh báo cho các bạn thì nó còn hỗ trợ cho các bạn là gì tìm đường rất là dễ dàng ví dụ các bạn nói rằng là chỉ đường cho tôi đến 89 phố Hàng Bạc lập tức nó sẽ cho bạn đến 89 phố Hạng Bạc và bạn chỉ cần đi theo nó và đến nơi, không phải tìm lòng vòng, lòng vòng và cuối cùng quay lại chỗ cũ nữa. Đây là một cái điều mình nghĩ rằng là rất là nhỏ nhưng nó vô cùng có ích đối với thời gian của chúng ta bây giờ là vàng, là bạc. Và đặc biệt là khi mà các bạn tưởng tượng xem là khi mà chúng ta bị lòng vòng và lạc đường ấy thì cái tinh thần của chúng ta cũng rất là ức chế đúng không ạ? À, và anh ấy nói rằng là ôi trời ơi nếu mà anh mà tìm hiểu trước thì anh đã thay nâu rồi bởi vì chính cái việc là anh không tìm hiểu anh không để ý nên là anh ấy không biết mà thôi và nếu các bạn mong muốn chiếc xe của mình cái nội thất của mình là một chiếc xe thông dụng nhưng có những cái tính năng tiện ích như một chiếc xe sang thì các bạn hãy tìm hiểu trước màn hình android này nhé tôi nghĩ rằng nó rất thiết thực đối với các bạn đấy ạ và nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy like share và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người